Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu cho bức tranh về hình một chú bò sữa đang ăn cọ nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thế nào. Chú bò sữa mình sẽ tô màu đi vào những cái đống này. Wow.